Cuộc họp báo thất bại của Hoàng Thùy Linh. Ở họp báo live show đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh không trả lời thẳng những câu hỏi hết sức bình thường. Hơn nữa cô lại mời phóng viên lên đứng trước cử tọa và có những trao đổi khó hiểu về chuyện tuổi tác và những gì trỗi dậy trong não khi đi ngủ. Hoàng Thùy Linh là một trường hợp đặc biệt của Vpop thời gian gần đây với những bứt phá ngoạn mục tại thị trường trong nước thông qua loạt giải thưởng. Vị trí cao ở các bảng xếp hạng. Cô cũng gây bất ngờ khi sản phẩm được khán giả ở nhiều nước biết tới thông qua sự lan tỏa của mạng xã hội. Linh có lẽ chỉ còn thiếu một live show để củng cố vị trí tiên phong trong Vpop đương đại. Tuy nhiên qua những sản phẩm nghe nhìn ai cũng có thể thấy giọng Hoàng Thùy Linh khá hạn chế về nhiều mặt. Yếu là một trong những từ hay được dùng để mô tả. Ai cũng biết giọng hát trong thời buổi công nghệ phát triển không còn là tất cả đối với ca sĩ. Nhưng vẫn rất quan trọng nhất là khi ca sĩ phải hát trực tiếp cả một chương trình riêng. Khi đó giọng hay cũng không để làm gì nếu không khỏe và trường sức. Vì vậy trước mỗi live show, các ca sĩ bao giờ cũng có kế hoạch luyện giọng, luyện tập để có thể đảm bảo được cường độ công việc. Do đó với một ca sĩ chưa làm chương trình riêng bao giờ thì việc phóng viên hỏi chuẩn bị cho khả năng hát trực tiếp trong live show như thế nào là hoàn toàn bình thường. Nhưng Hoàng Thùy Linh hẳn cho rằng đây là một câu hỏi có dụng ý xấu khi xoáy vào điểm nhạy cảm của cô, một ca sĩ lại bị nghi ngờ về giọng hát. Và có vẻ như cô đã chuẩn bị sẵn một đòn để đáp trả bằng cách kể câu chuyện mà nếu nghĩ ra ngay tại chỗ hẳn phải công nhận là Linh rất giỏi văn. Rằng một người sinh ra có hai chân và biết đi, nếu có bị ngã vì trượt chân lúc trời mưa thì cũng không thể nói rằng anh ta không biết đi. Như vậy có thể hiểu nếu Linh hát có chỗ nào chưa ổn, đó chỉ là tai nạn. Đấy là câu trả lời cho câu hỏi chị có biết hát không? Linh nói thêm. Qua đây có thể thấy rõ cô đã hiểu lầm câu hỏi, rồi tự lái nó vào vòng nguy hiểm trong tâm trí cần phải khoanh vùng và có sự đáp trả đặc biệt. Có thể thấy Hoàng Thùy Linh vẫn có sự cảnh giác cao độ trước báo chí và rộng ra là công chúng. Luôn nghĩ tới việc báo chí sẽ biến các câu trả lời của mình thành một nội dung bất lợi mà mình không thể kiểm soát. Nhưng cô lại không đủ can đảm để từ chối trả lời vì đó cũng là một động thái đáng để giật tít. Cho nên cô tìm mọi cách để nắm thế thượng phong bằng cách tự thử thách mình, không trả lời mà như trả lời. Trả lời rồi phóng viên cũng không thể sử dụng được. Nhưng cô đã quá chủ quan. Với câu hỏi không thể hiểu lầm được là Hồ Hoài Anh sẽ đảm nhận vai trò gì trong chương trình. Việc Hoàng Thùy Linh không thể nói không chứng tỏ nhiều khả năng Hồ Hoài Anh sẽ đảm nhiệm một vị trí nào đó. Nếu cô ngại nếu không mời Hồ Hoài Anh cộng tác lần này lại mang tiếng quên bạn cũ chẳng hạn, càng buồn cười. Vì việc thay đổi ekip sản xuất với một ca sĩ là hết sức bình thường. Và từ lâu Hoàng Thùy Linh đã gắn với GTAP qua hàng loạt sản phẩm chắc cũng đủ để hát một show. Nhưng thái độ của Linh cho thấy cô cương quyết không muốn để lọc lưới chiếc tích báo đặt Hồ Hoài Anh cạnh live show của cô. Vì thế cô lại sáng tạo tại chỗ một pha xử lý thậm chí còn loằng ngoằng hơn trước. Chắc hẳn cô cho rằng phóng viên nhắc đến Hồ Hoài Anh trong họp báo chỉ vì vụ lùm xùm gần đây. Vì thế cô muốn tỏ rõ sự biết ơn, nhân văn với cộng sự qua những phát ngôn kiểu như tất cả những người có tài năng và đã ở cạnh chị những lúc khó khăn nhất. Chị nghĩ là mình chậm lại vài nhịp đi em, mình để người ta sống với. Nhưng qua đó đồng thời lại bộc lộ sự lo ngại khi một cái tên nếu nói ra có thể ảnh hưởng đến công sức của hàng trăm anh em. Vậy có phải chính cô đã kỳ thị, cựu, cộng sự của mình trước? Hoàng Thùy Linh khẳng định không muốn ai phải trách cứ gì sau khi rời họp báo nhưng sự thể diễn ra có vẻ không như ý cô. Và có lẽ trong khi đang lúng túng chưa biết cách giải quyết thế nào với những rắc rối tự hình dung ra trong đầu, Linh đã có một hành động đáng tiếc. Khi cô hỏi tuổi phóng viên rồi nói một câu đầy ngụ ý, 30 tuổi cũng là cái ngưỡng mà nhiều điều sâu sắc nó trỗi dậy trong não mình mỗi lần mình đi ngủ đúng không? Một cuộc gặp gỡ báo chí nên được tiến hành đúng trọng tâm, đúng phận sự của các bên. Đừng biến thành chỗ để đấu trí. Tranh khôn và đưa ra những thông điệp nước đôi, úp mở nhất lại có tính công kích cá nhân. Vì vậy có thể nói cuộc họp báo của Hoàng Thùy Linh đã thất bại về truyền thông. Vì nó giúp chủ nhân nhận về những e dè và lo ngại. Nhưng lại dễ hiểu ở chỗ đó chính là những năng lượng cô vẫn mang trong mình. Vô tình lại truyền đi một cách rất không đúng lúc. Có lẽ Hoàng Thùy Linh nên gặp nhà tư vấn tâm lý trước khi gặp nhà báo.